Nhận định, soi kèo bóng đá Man City với Chelsea, 2 giờ ngày 30 tháng 5. Với những gì đã thể hiện ở giải đấu năm nay, Manchester City với Chelsea hoàn toàn xứng đáng góp mặt tại trận chung kết Champions League mùa bóng 2020/21. Trận đấu này sẽ là cơ hội để hai đại diện của Premier League nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Man City và Chelsea bước vào trận chung kết Champions League 2020/21 với những sự hoài nghi nhất định. Với Man City, sự hoài nghi ấy xuất phát từ chính Chelsea, giới mộ điệu và ngay cả những cổ động viên của The Citizen hoài nghi về khả năng đánh bại The Blues của dàn hảo thủ dưới trướng huấn luyện viên Guardiola. Dàn hảo thủ ấy đã không thắng Chelsea ở 2 lần so tài gần nhất. Không những không thể thắng, The Citizen còn trắng tay trước The Blues do huấn luyện viên Thomas Tuchel dẫn dắt ở cả 2 màn thư hùng ấy. Man City có thể lấy lý do về việc không sử dụng những cầu thủ tốt nhất để biện hộ cho 2 thất bại ấy. Nhưng dù sao đi nữa thì thua vẫn là thua. Chelsea tạo nên cảm giác họ đã và đang trở thành khắc tinh của The Citizen. Giới mộ điệu cũng tin rằng nếu không phải Chelsea thì chẳng đội nào có thể gây khó dễ cho Man City ở thời điểm hiện tại. Với Chelsea, hoài nghi xuất phát từ thành tích gần đây. Chelsea thua 3/4 trận vừa qua trên mọi đấu trường. Họ thua Arsenal, thua Leicester ở chung kết cúp FA và thua cả Aston Villa không còn động lực. Trước đó, Chelsea do huấn luyện viên Thomas Tuchel dẫn dắt được xem là vua của các trận đấu lớn. The Blues đánh bại cả Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Real Madrid và chính Man City. Những thất bại dễ tạo nên sự hoài nghi. Để xua tan sự hoài nghi ấy, Chelsea cũng như Man City cần thắng tại sân Bragao. Nhưng chiến thắng thì chỉ có một. Chiến thắng ấy thuộc về đội xứng đáng hơn và đó nhiều khả năng là Man City. Man City bước vào trận chung kết Champions League mùa này với đầy đủ dàn hùng binh nhưng Chelsea thì khác. Thủ thành Edward Mendy và tiền vệ N'Golo Kanté chưa chắc ra sân. Thiếu cả 2 cầu thủ này hay thậm chí là 1 trong 2 thì sức mạnh của The Blues sẽ bị ảnh hưởng. Edward Mendy mang đến sự an tâm nhờ tâm lý thi đấu ổn định cùng những pha cứu thua được xem là xuất thần. N'Golo Kanté đơn giản là động cơ vĩnh cửu của Chelsea. Ngôi sao người Pháp chạy khắp mặt sân, tham gia vào mọi tình huống. Có Kanté, The Blues như có thêm 1 cầu thủ. Bên cạnh đó, Chelsea có dấu hiệu của sự cạn pin. Họ dù sao cũng liên tục cày ải khắp 3 đấu trường suốt thời gian qua. Sự suy giảm về thể lực ấy kéo theo sự suy giảm về thành tích cũng như sự ổn định. Kai Havertz thì trận nổ, trận xịt và không còn là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Điều tương tự cũng xảy ra với Hakim Ziyech hay Christian Pulisic. Timo Werner vẫn năng nổ nhưng gặp vấn đề trong khâu kết thúc. Trong khi đó, cỗ máy Man City thời gian qua vẫn vận hành một cách trơn tru dù huấn luyện viên Pep Guardiola liên tục thay đổi các mắt xích. Chất lượng đồng đều giữa các cầu thủ giúp những ý tưởng của ông Pep được cụ thể hóa một cách rõ ràng hơn. Thêm nữa, Guardiola đã tìm ra bộ khung hoàn hảo nhất cho Man City thì Thomas Tuchel dường như vẫn bị bí ý tưởng. Vẫn có sự loay hoay nhất định ở huấn luyện viên người Đức. Từ cách sử dụng đội hình xuất phát lẫn những sự thay đổi từ ghế dự bị, với những sự khác biệt đã nêu trên, Man City đủ khả năng tạo ra sự khác biệt ở trận chung kết Champions League 2020/21. Gần 1 tỷ bảng ném vào thị trường chuyển nhượng dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola đã tới lúc phát huy hiệu quả. Soi tỷ lệ kèo châu Á 0 giờ 1 phút/2. Tỷ lệ thắng kèo của Man City tại Champions League mùa này ở mức 64,29%, nhỉnh hơn đôi chút so với Chelsea 61,54%. The Citizen cũng toàn thắng 7 trận vừa qua tại giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Giới đầu tư nên đặt niềm tin vào Man City để thu về lợi nhuận. Chọn Man City, soi tỷ lệ kèo tài xỉu 2-1/4. Tính chất của trận chung kết Champions League buộc 2 đội phải thận trọng. Màn thư hùng này nhiều khả năng chỉ được định đoạt bởi khoảnh khắc mang tính cá nhân. Bàn thắng vì thế không hứa hẹn xuất hiện nhiều tại sân Bragao. Chọn xỉu.